Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024, nhằm 27 tháng Chạp, Tết Nguyên Đán năm 2024. Truyền thông Thành Võ xin đại diện các thầy, phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các ban ngành, chính quyền địa phương, một năm mới, Giáp Thìn, năm 2024 an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, phát tài phát lộc, để sang năm mới có điều kiện hỗ trợ cho phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy tiếp tục công việc hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường, ông tổ của công trình nghiên cứu khoa học áp dụng phương pháp ăn cháo nano, uống thảo dược nano và đề ra phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư để cứu sống rất nhiều bệnh nhân từ cửa tử trở về cuộc sống bình thường. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay truyền thông Thành Võ xin nhắc lại phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy đã lập danh sách của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã hết lòng hết sức giúp đỡ cho phòng khám phục dựng lại phòng khám để có nơi thờ cúng Chúa, thờ cúng cha Pedro Nguyễn Văn Tường khang trang và phục vụ bệnh nhân đến đây để hỗ trợ điều trị. Bản danh sách được đặt ngay cổng chính để mọi người thuận tiện đến xem. Bản danh sách gồm 19 gia đình bác Ngô Văn Thịnh, gia đình bác Ân, gia đình cô Mai Phương, gia đình anh Trần Minh Giang, gia đình cô Mai Hương, gia đình cô Linh, gia đình cô Lan, gia đình cô Dương Mai, gia đình cô Nhung Nguyễn, gia đình cô Lan Diego Vanni, gia đình cô Đòn, gia đình cô Linda, gia đình Bắc An, gia đình cô Xuân Đặng, gia đình cô Vang, gia đình cô Kim Anh, gia đình cô Nguyễn Thị Chiên, gia đình cô Trương Quý Phương, gia đình chú Trương Thanh Tân, gia đình cô Phạm Thanh Nga, gia đình bác Tùng Ga. Tôi ở địa phương tôi là năm nay tôi sinh là tôi tên Phinh Cát Thao, sinh năm 1966, tôi ở Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Tôi cũng có gan rất là nặng giai đoạn cuối ác tính. Tôi vô ở phòng khám mới này là tôi cũng thấy trong bản thân tôi cũng được đỡ 50% rồi, rất là khỏe. Là tôi thấy các thầy ở đây rất là chu đáo, điều trị chữa bệnh nhân rất là tốt. Tôi cũng xin các thần quân ngoài nước và trong nước để giúp đỡ mang tay giúp đỡ các thầy ở đây để điều trị cho các bệnh nhân cho mau bất bệnh. Rồi qua chỗ mới thấy sao? Thấy qua chỗ mới rất là hoan nghênh, rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, tốt đẹp. Em nghe trên em thì cũng được số người xuống đây điều trị á. Thì nghe hết thì ông anh em bữa nay đưa ông anh xuống để theo điều trị này kia. Nói chung hồi lúc vô thì nó đỡ đỡ mà dài như nó kiểu như nó thấm thuốc này kia, là người ảnh vậy nó mệt, nó đau, nó nhức uể oải người. Rồi sao mà quyết định xuống đây để trị đây? Nói chung là nghe người ta nói cha với chỗ mấy thầy đây làm tốt với điều trị hay thì xuống để coi để điều trị này kia. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 1 Tết Tổ truyền Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2024, cũng là ngày đặc biệt kỷ niệm 100 ngày cha Pedro Nguyễn Văn Tường về với Chúa. Ngày đó, kế hoạch của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy sẽ tổ chức buổi lễ cầu nguyện khá long trọng tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại nơi thờ Chúa, thờ cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Thành phần dự lễ bắt buộc là tất cả các thầy, nhân viên phụ nhiệm tại phòng khám, còn lại bệnh nhân, người nhà và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các thầy khuyến khích đến dự lễ thêm phần long trọng. Sau buổi lễ này, các thầy sẽ lì xì Tết cho 100 bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Món quà lì xì Tết cũng không nhiều, nhưng cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi trong những ngày xuân về Tết đến. Chương trình lễ cầu nguyện 100 ngày kỷ niệm cha Pedro Nguyễn Văn Tường về với Chúa và lì xì Tết cho bệnh nhân đang
hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Truyền thông Thành Võ xin thông báo rộng rãi để cộng đồng mạng biết và có thể sắp xếp thời gian về dự cho góp phần long trọng. Đồng thời buổi lễ này được ghi hình và phát lại. Kính mong quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhớ đón xem. Thân ái chào đoàn kết. Ngoài ra, ngày 30 Tết, phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy sẽ đăng một video clip trên kênh YouTube chương trình đặc biệt lần đầu tiên của phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy chúc sinh của ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy gửi đến Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chào đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 thêm ấm áp, vui tươi. Sau lời chúc của ban giám đốc công ty là đến phần chúc Tết của bệnh nhân từ miền Nam ra miền Bắc để bày tỏ tấm chân tình của các bệnh nhân trên toàn đất nước Việt Nam để tri ân đến các thầy, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã thể hiện tràn đầy tinh thần tương thân tương ái, hết lòng hết sức đóng góp tiền của vật chất giúp đỡ phục dựng lại phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy để các bệnh nhân có được nơi chốn hỗ trợ điều trị bệnh ung thư trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang. Công lao của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước như trời cao biển rộng là món quà quý báu trong mỗi bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan, ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn để công trình phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công và các thầy thêm khang trang và bền lâu. Truyền thông Thành Võ xin kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với đời sống của bệnh nhân ung thư hiện nay. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Từ Lưu Thương Châu Công làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.